như vậy bất khả thuyết hiền đức đều hiểu sâu hoặc có các cõi nước đủ thứ cõi nghiêm sức các cõi cũng như thế đều do nghiệp thanh tịnh hoặc có các thế giới vô lượng thứ tạp nhiễm đều do chúng sinh cảm tất cả như họ làm vô lượng vô biên cõi biết rõ tức một cõi như vậy vào các cõi số đó bất khả thuyết tất cả các thế giới đều vào trong một cõi thế giới chẳng phải một lại cũng không tạp loạn thế giới có úp ngửa hoặc cao hoặc lại thấp đều do tưởng chúng sinh đều phân biệt biết được các thế giới rộng lớn vô lượng không bờ mé biết đủ thứ là một biết một là đủ thứ. Phổ hiền các Phật tử hay dùng trí phổ hiền, biết rõ số các cõi, số đó không bỏ mé biết các thế giới hóa cõi hóa chúng sinh hóa pháp hóa chư phật hóa tất cả đều rốt ráo tất cả các thế giới cõi nhỏ bé rộng lớn đủ thứ trang nghiêm lạ đều do nghiệp khởi lên vô lượng các phật tử khéo học vào pháp giới sức thần thông tự tại khắp cùng trong mười phương Chúng sinh đồng số kiếp, nói tên thế giới đó cũng không thả hết được, chỉ trừ Phật khai thị. Thế giới và như lai, đủ thứ các danh hiệu, trải qua vô lượng kiếp, nói không thả hết được. Hà huống tối thắng trí, ba đời các Phật Pháp, từ Pháp giới sinh ra, đẩy khắp bậc như lai, niệm thanh tịnh vô ngại, huệ vô biên vô ngại, phân biệt nói pháp giới, đến được bờ bên kia, quá khứ các thế giới, rộng lớn và nhỏ bé, tu tập trang nghiêm đẹp, một niệm đều biết được, trong đó nhân sư tử, tu đủ thứ hạnh Phật, thành tựu đẳng tránh giác, thị hiện các tự tại. Như vậy đời vị lai, lần lượt vô lượng kiếp, hết thảy nhân trung tôn, Bồ Tát đều biết được.